Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Tom and Jerry. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên nào bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Thì hôm nay cậu Vàng đã quay trở lại rồi đây. Và chúng ta sẽ tiếp 10 giờ trên Nemo TV thì mình sẽ live stream nhá. Anh em có thể lên đấy xem những cái tựa game Roblox, Real City và rất nhiều tựa game khác hay hơn nữa. Ok, chúng ta sẽ chơi nào. Bên này thì có cái gì không? Cái này là vẫn là phần quà hàng ngày thôi. Nó tặng mình phần quà hàng ngày đều chắc chắn này. Đấy. Chúng ta sẽ cái này thì phần thưởng của chúng ta sẽ là 5.000 bạc, 50 cái đồng vàng. Hơi khó chơi nhỉ. Làm sao chúng ta có thể lên cấp nhanh đây? Chúng ta đang ở cấp 19 rồi và sắp lên cấp 20. Như vậy là mình sẽ có quà. Chắc chắn là chúng ta sẽ có quà rồi. Cấp 20 mình nhận được thêm đó chính là 5 cái sao và 1.000 cái điểm vàng đây. Là chúng ta sẽ có 7k điểm vàng. Khó ghê nhỉ. Level 20, level 24 nhận thêm được 1.000 điểm vàng nữa là chúng ta sẽ có khoảng là 8.200 vàng. Vẫn còn thiếu tiền. Phải level 28, level 30 thì chúng ta mới có thể là có đủ tiền được anh em ạ, để mua con mèo. Rất lâu, rất lâu đây. Con này thì rẻ hơn, con này thì giá là 7.400. Đấy. Cái này nạp kiểu deck gì ấy nhỉ? Chẳng hiểu luôn. Chịu luôn. Từ vàng mà nó đổi ra được cái đồng này thì ngon này. Đấy, cái này này. Đấy, làm sao mà đổi được đây? Đó là một thứ gì đó rất là khó. Cái này là thời trang rồi, thời trang của từng con rồi. Mấy con kia mình không có. Thời trang của mấy con mèo này mình cũng không có mấy này. Ở đây, đúng rồi, mình sẽ mở được cái hòm bên này ra, có chuột xịn này. Đấy. Bên này thì đã có 100 đồng thôi à? 100 cái này thì làm sao mà đủ mở cái gì đúng không? Ui, tận 2-3 cái này, mở luôn. Rồi, chúng ta sẽ có khoảng 590, 950 chứ. Đây này, đấy. Nhưng mà mình muốn được vàng cơ. Toàn cho bạc với ấy thôi. Cũng không nhiều lắm nhờ. Mình sẽ mở một cái này ra, một số tấm thẻ bài ra. Thẻ bài để nâng cấp cho con tôm thôi mà. Nó khỏe hơn đấy. Cái gì đây? Cái này là dọa à? Level 1 này. Ái chà chà. Cái này là đặt bẫy này. 450. Không biết là cái gì. Toán tiếng Trung Quốc, chẳng hiểu là cái gì luôn. Ở đây sẽ mở ra 1.500 này. Chúng ta sẽ mở hết cái này ra, hết cái này ra. Hết điểm luôn. Cái này dành con chuột này. Có hai mảnh này dành con chuột này. Tiếp tục là chúng ta còn 200 nữa. Có lẽ mình sẽ mở được một cái thôi. Hết tiền rồi, hết sạch tiền rồi. Bây giờ sẽ nâng cấp cho con mèo nhá. Tấm vào cái tấm thẻ này để nâng cấp cho con mèo tôm này. Không biết con mèo này đang khóa này thì sẽ không thể nâng cấp được. Đấy. Con này thì chúng ta sẽ lấy lại một cái này này. Xong rồi nâng cấp cho con mèo tôm. Dĩ nhiên nó sẽ có cái A với cái tay nó dài hơn này. C hét vào mặt. Bắn tên lửa gì gì đó. Mình lấy cái nào đây? 6/10 này. Lấy cái này đi. Rồi, ok. Cái này là cái gói 4.500 cơ. 4.500 với 80 cái điểm này. Không biết lấy cái điểm ấy ở đâu luôn ấy. Để đổi ra Tom Jerry, đổi ra những bức thư như thế này nha. Mình còn chưa biết đổi ở chỗ nào. Cái này khả năng là vẽ. Bây giờ vẽ rẻ hơn là 750 nha mọi người. Nó sẽ vẽ rẻ hơn rồi. Và 6.750 thì chúng ta sẽ được khoảng bao nhiêu lần vẽ này? 10 lần vẽ. Vẽ xịn này, cái này vẽ xịn này. Cái này thì mất 1 sao này. Ái chà chà, cái này thì tiền thì mình đang tiết kiệm nha anh em. Đây, nâng cấp được không? Vẫn chưa lên được thôi, tạm thời thế đã. Và chúng ta sẽ vào và chơi luôn nhờ. Làm trận phát. Con tôm có thêm thẻ mới thì nó sẽ khỏe hơn một chút. Dĩ nhiên là như vậy. Rồi, chúng ta vào và chiến thôi. Chúng ta đang đợi tìm trận. Đây rồi, có trận ngay đây rồi. Yes, hay lắm. Để chỉnh camera ra giữa giữa tí như thế này. Cho thẳng mặt cậu Vàng. Chuẩn chưa? Bên nó sẽ có chuột gì? Ui, mình ghét con chuột này. Con chuột này thì nó rất là trâu. Nó có thể chọc đít mình hai phát. Có một chuột, đây là cái gì đấy? Mi à? Xiaomi à? Có trang phục của Xiaomi à?
hình như là cài trên máy của Xiaomi sẽ tặng cái trang phục đấy thì phải. Ok, chúng ta sẽ vào nào, chiến thôi anh em. Mình sẽ ra đâu đây? Sao toàn chơi cái map này nhỉ? Hầu hết tao toàn chơi với cái map mà cũ cũ này. Không hiểu luôn. Ấy cha 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 cha. Ấy cha cha. Né tốt nhỉ? Né rồi. Một bé này. Một bé xong phim này. Có một con lấy rồi nha anh em. Điền ghê nhỉ. Có một con. Bọn nó lấy hết đấy rồi. Lấy được hết cái format. Mày này chạy đâu để cưng. Mày chạy đâu ở cưng. Hello hello. Có ai đây không? Này này, thêm được ba con nha. Yes sir boy. Như vậy là sẽ còn một con ở trên này đúng không? Lên nốt. Đâu nhỉ? Trốn ở đây ạ. Thì ra là trốn ở đây ạ. Đó không sao, đằng nào thì chúng ta cũng sẽ bắt nó thôi. Lấy một cái ở đây. Đấy, lấy một cái ở đây. Bắt được luôn mày rồi nha, cưng. Một bé này. Hay tuyệt. Con kia nó sẽ uống sữa. Ấy chà chà chà, khó chịu ghê nhỉ. Mình sẽ nâng cái này lên, khi nào mà chúng ta đang bắt được nó thì chúng ta cũng sẽ được uống sữa, uống sữa, uống sữa, uống sữa, uống sữa. Chạy siêu nhanh luôn. Chúng ta tìm kiếm trong này là có cái gì. Chết mày đi này, chết mày đi này. Yes sir boy. Chúng ta bắt được nó rồi anh em ơi. Từ từ nha. Trên này. Ê cha 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 cha, tôi bị ấy không? Chờ 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 chờ. Bắt nó anh em ơi. Bắt nó anh em ơi. Khó, khó ghê nhỉ. Được một cái rồi. Nó được một cái rồi đây. Từ từ nha, dưới này có một con đang cầm cái format. Bọn nó ba con nó cứu nhau này thì đánh đấm kiểu gì nhờ. Khó chịu ghê. Khó chịu ghê ta nhờ. Ê cha cha cha. Mắc hành rồi. Lên phát nè. Đấy, 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 đấy. Một con, một con, một con, một con, một con. Trên này, dưới này không có ấy. Dưới này thì lại không có cái để bắt nó vào. Đông ghê nhỉ. Từ từ nha, trên này có một cái này. Rồi, ok. Ôi, sao bị dính vào chân vậy? Một phát nữa, nhưng mà nó xa quá anh em ạ. Hiện tại đang rất xa. Bọn này rất xa luôn. Con còn 40 mấy giây nữa. Còn một con thì bị thương. Hiện tại đang bị thương. Đấy, đây, 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 đây. Cho vào đây, 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 cho vào đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho vào đây phát. Nó được hiện tại được hai cái rồi. Có dám vào đây không? Có dám đây không cưng ơi? Mình sẽ canh đây luôn. Ấy cha 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 cha. Ôi trời. Có dám ra đây không? Có dám ra đây không? 12 giây này. Không ra đây cứu là thua nè. Không ra đây cứu là thua nè. Không ra đây cứu là thua nè. Bắt vào đây, bắt vào đây, bắt vào đây. Bắt vào đây luôn. Bắt vào đây ngay và luôn nhé. Ok. Được một con thêm, một con nữa. Ra đây, ra đây, ra đây. Nhanh em ơi, ra đây nhanh. Ra đây nhanh, ra đây nhanh, ra đây nhanh.
Thấy nhanh. Bọn này à, quay mình à, quay mình à. Nào, một con nữa nha. Rồi ôi, cái này game là dễ rồi. Theo mình thấy game là dễ rồi. Rồi ok, ta sẽ cho nó ra đây luôn. Ngay và luôn, nó đâu nhỉ? Cho ra đây ngay và luôn nè. Sang bên kia canh con nốt con đấy còn lại. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 12 giây. Xem nào, xem có ai dám vào đây không. Mình canh con này là tốt nhất này. Con này là nó khỏe. Nó là con chiến binh. Rồi, bay lên trời nha cưng. Chả thấy đánh hay mà, đánh khá tốt. Bên kia canh nốt con này nữa là xong. Ái chà, nó đẩy được rồi. Thêm một con nữa, cho vào đây. Này, ôi trời ơi, nhầm. Vào đây. Chạy đâu, càng nhanh chết thôi anh em ạ. Cứ đuổi, cứ cứu đuổi và như thế là kiểu gì nhanh chết thôi. Sau khi mình nâng cấp lên thì chúng ta đánh ngon hơn rất nhiều nha, rất là khỏe. Đánh mèo đang sướng, đánh 2859. Con này không ăn thua luôn ý. Không thể nào mà đấu được với chúng ta luôn ấy. Tuyệt vời, quá hay luôn. Thì mình xem chơi chuột xem. Chuột có nâng cấp cái gì không? Chuột thì không biết là nâng cấp cái gì đáng giá không nhỉ. Nhưng mà duy nhất một con chuột thôi. Tấm thẻ này. Có tấm thẻ A này, ui ôi, tấm thẻ A này ngon này. Ui dồi, ngon. Xem tấm thẻ nào ngon nữa không, tấm thẻ B. Đẩy nhanh hơn, cái này cứu à. Lấy thêm thẻ B đi, 10 trên 12 rồi. Rồi, bây giờ mình, hình như ta có thể lấy được cái sao ấy, nâng cấp cái gì đó lên này. Dùng tấm thẻ, dùng tấm thẻ của chuột này anh em. Cái này cũng sẽ thế này. Chúng ta tăng kinh nghiệm lên à, khỏe hơn à, có lẽ là vậy. Mình sẽ tìm và mình sẽ lập một nguyên một tổ đội chuột nhá, để xem mà liệu rằng chúng ta sẽ có ai chơi không. Man này, Killer này, có hai người thôi, không nhiều người lắm. Hiện tại có hai người trong này rồi, có lẽ là chúng ta cũng sẽ bắt đầu luôn đi thôi. Hai người chúng ta với hai bạn Trung Quốc nữa là một bốn team, là bốn người đối đầu với một con mèo Trung Quốc là điều chắc chắn rồi. Sao lắm mèo đen thế nhở, mèo ấy mình thấy toàn mèo đen thôi, khó chơi ghê. Với ba con chuột thám tử, ba con chuột khả năng là tàng hình, một con chuột khả năng là phá kìa. Không biết là liệu ta sẽ chơi theo phong cách như thế nào đây. Cố gắng chơi đại thắng nha anh em, hơi khó đấy. Hơi khó. Bạn này đã bỏ tiền ra con mua chuột thám tử rồi. Mình thì mình không muốn mua chuột thám tử, mà mình muốn tiết kiệm tiền để mua con mèo mới anh em ạ. 9.000 mấy ấy. Con đấy thật sự rất là giá trị. Tại vì mình thích đánh mèo hơn ấy. Mình thích đánh mèo 1 cân 4 ấy. Cho nó khủng khiếp. Đúng rồi, mình nhận được kia nhiều kinh nghiệm quá nên chúng ta lên rất nhanh. Kiểu gì mình cũng toàn vào cái map khó chịu đây. Ví dụ cái map này chẳng hạn này. Thấy không? XP, kinh nghiệm bên kia nha. Chỗ này vướng rồi. Chỗ này có cả thuốc này. Đấy. Nhưng mà chỗ này không có kinh nghiệm đâu. Kinh nghiệm ở dưới ạ. Chắc ở bên này sẽ có một cái kinh nghiệm thôi, bên tường vướng à. Vướng tường à. Map này mình còn chưa thuộc cơ, tại vì khá là ít chơi cái map này. XP bên này anh em ơi. XP ở dưới. Đây rồi, XP ở trên thì phải. Theo như chúng ta đoán nó sẽ là ở trên gì đấy. Không kịp lấy rồi. Nhảy khó ghê. Chúng mày nhảy khó ghê ta, nhờ. Khó nhảy thế.
vẫn có kinh nghiệm, vẫn có kinh nghiệm nha. Nhảy đến đâu nhỉ? Nhảy đến đây rồi, ok. Nhớ được cái format đầu tiên rồi anh em. Bây giờ ném xuống đây luôn. Dĩ nhiên, ôi chỗ này có nhiều đồ ghê nhỉ. Đẩy nào, đẩy nào, đẩy nào, đẩy nào. Đẩy nhanh em ơi. Cẩn thận nha anh em. Bị bắt là rất khó cứu đấy. Nâng cấp cái này một cái, đẩy cho anh nhanh. Rồi 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 rồi, hiện tại là chúng ta đã được một cái. Đã được một cái rồi. Ok ok ok. Ok. Đi em, đi em, đi em, đi em. Đây 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 đây. Nhầm nhầm nhầm, ấn nhầm, ấn nhầm, ấn nhầm, ấn nhầm, ấn nhầm. Đẩy cùng nhau, đẩy cùng nhau, đẩy cùng nhau. Hay lắm. Hai cái. Rồi, yes sir. Trên này này, trên này có một cái này. Hình như ở trên này có một cái. Không biết là nó đang ở đâu. Rồi ok ok ok, đi nào anh em ơi. Nào, tàng hình ạ, cái này khả năng là tàng hình. Đâu nhỉ? Xin luôn, xin luôn, xin luôn cái này. Đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn anh em ơi. Từ từ sẽ đẩy luôn. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Choáng 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 choáng. Xong rồi, xong tôi rồi, xong tôi rồi, xong tôi rồi, xong tôi rồi. Help me, help me, help me, help me, help me. Nó vừa ăn cái sữa đúng không? Để có bom đây làm gì? Trời ơi. Bó tay luôn. Tại sao anh ném bom lên đây? Chịu rồi. Có 40 giây này. Ờ, hai anh em thằng hai ngày là không cứu luôn anh em ạ. Bó tay. Thôi xong. Thôi xong, thôi xong. Ở sau đánh không thể đánh được kiểu này rồi anh em ạ. Tăng hình rồi nhưng mà này thì cũng chịu. Không thể làm gì được. Nó không thèm cứu cơ ấy, hai ngày không thèm cứu luôn này. Cứu được một người. Con mèo bị chóng, con mèo bị chóng, con mèo bị chóng anh em ơi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Từ nha. Chúng ta cần hồi máu đã anh em ạ. Nguy hiểm quá, chứ không có máu uống rồi, không có máu ăn rồi. Không có máu ăn rồi. Để tìm máu cái. Đố cứu luôn đấy. Bây giờ cứu sao được? Khó ghê nhỉ. Máu không, cái này tác độ di chuyển anh em ạ, không hồi máu, cái này không hồi máu cho mình. Bây giờ lên cái nó sẽ đập mình luôn được, đấy điều chắc chắn. Đây đây đây, có cái gì đây? Chúng ta không có tàng hình, con này không có tàng hình, không có gì cả. Từ từ nha. À, lấy cái này lên đã. Bây giờ lên cũng không ổn. Đây, lấy một cái như thế này. Để ném nó. Ok, con mèo nó bị đập rồi. Đấy, rồi ok ok ok, chạy 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 xuống dưới này. Lên lên trên, lên trên, lên trên, lên trên, lên trên, lên trên, lên trên. Lên trên ngay và luôn anh em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta đang đẩy được rồi đấy. Ok ok ok, ok ok. Rồi rồi rồi, vẫn thắng được, vẫn có thể thắng được anh em ạ. Hiện tại là chúng ta sẽ vẫn có thể thắng được, cái ít đồ quá. Để mình lên mình lấy thêm đồ bên này.
Đấy, ok rồi. Thanh niên bị bắt anh em ạ. Một thanh niên bị bắt rồi. Nói về đi đúng rồi, thắng rồi. Yes sir, hay quá anh em. Phối hợp rất tốt, tưởng là thua nhưng mà cuối cùng vẫn thắng được. Yes, 2.000 cho Kie Liu và 2.000 cho chuột Trung Quốc kìa. Mình được 1.5 điểm. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nhỉ, chơi thêm một tí nữa. Ok, mình sẽ chơi nhân vật mới đi. Muốn cái test nhân vật mới thì phải vào đây rồi, chắc chắn rồi. Cái chơi bọn bạn bè được không? Hình như cái này là không chơi được cùng bạn bè thì phải. Hay là chơi mình, cái này chắc chắn là chơi mình rồi. Đúng rồi, chính xác. Hôm qua mình đã chọn cái con chuột bắn súng đây. Hôm nay sẽ chọn chuột con mới nhá. Chọn con chuột mới nhá. Đây. Ông già hát đánh đàn anh em ạ. Đánh đàn guitar. Nhìn trông chất đấy. Đúng không? Nhưng mà trước hết mình phải thoát cái này ra này. Để cho bạn này killer new ra trước này. Sorry bạn nha. Mình chơi cái chuột chạy temple run tí. Cái này mình khá thích chơi. Và mình sẽ chọn con chuột đánh đàn guitar như thế này. Nó khá là đẹp. Nhìn khá là đẹp nhỉ. Chưa. Ấn nhầm ra ngoài. Lại ấn lại à? Bó tay luôn. Mình đang ấn vào cơ mà. Quên mất là như vậy. Anh em đợi chút nha, mình sẽ ấn lại cái này. Từ từ. Tom and Jerry. Đây, mình sẽ chọn chuột này luôn, dĩ nhiên rồi. Nếu ấn cái quái này thoát ra ngoài, chẳng hiểu luôn. Đây cũng chỉ là thép prom thôi, nhưng mà chuột nó sẽ thay đổi hình dạng khác. Nhìn trông hay nhỉ. Con chuột này như kiểu là cởi chuồng ấy, đi bốt này. Chuột già vãi. Đấy, tại khúc xương. Gọi chó các kiểu. Ôi, chuột này to hơn nhỉ. Ôi chó, khúc xương kia không lấy nhỉ. Sổi ôi. Ném thế này thì làm sao không cần phải nhảy. Cái này ta sẽ có cái nam châm anh em ạ. Ai chà chà. Ghê nhỉ. Tí quả đấy thì tèo. Đây rồi, chúng ta được cắp đít đuôi. Chưa có khiêng nha. Ồ, tại sao quả này không lấy được nhỉ? Cố lên nào. Cố lên nào. Con chuột chạy nhanh quá. Từ bây giờ chưa có gì ăn cả. Từ bây giờ chưa có bất kỳ một cái gì để ăn luôn. Đây rồi, cuối cùng người ta uống thành lưu hoặc chuột lực sĩ anh em ạ. Và chúng ta sẽ ném cho nó. Mày này. 20 mấy giây, không kịp rồi, để lần hai rồi. Chỉ kịp ném mỗi một lần đầu tiên thôi. Cái đà này cẩn thận nhá. Chỉ cần vướng vào. Cái đấy là nhảy thế quái nhỉ. Nó hiểu luôn. Ok thì chúng ta sẽ kiếm mê nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Tom and Jerry. Xin chào, gặp lại. Bye bye.